Mi nhà em là nó có mấy cái đường cắm này vào. Thì nếu hàng chuẩn của nó thì nó sẽ 5 đường, 5 đường cắm. 1, 2, 3, 4, 5. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay bên em là có đi thông báo là dòng Omni 506 là bên em về được hàng, là có hàng. Nay em về tổng cộng là được 4 cái. Cái em đang quay là một cái, còn em để ở trên đây là ba cái, anh em nhìn thấy này, là ba cái. Tất cả là vải Trung Quốc. Có 4 cái tất cả thôi. Và em sẽ quay thì em bỏ ra quay ruột gan lại thôi. Nhưng con này em đã mổ nhiều lần rồi. Con Omni có trọng lượng nặng 17 kg và chạy 8 sò chuẩn xịn của Omni chuẩn của nó là 8 sò. Còn những cái dòng 12 sò, 16 sò thì đấy không phải hàng chuẩn của nó anh em nhé. Và em mời các bác xem nội thất của nó. Một cái khối nguồn vuông rất là to, được bọc một cái vùng quanh một cái miếng tôn sắt ở đây. Đó, nói về nguồn của con này. Và mỗi vế của nó sẽ là có 4 con sò bất thanh nhôm tản nhiệt ở đây. Nó ở dưới này. Và có một cái miếng mạch nữa quay ngang ra nha anh em nha. Nếu những con đời Omni xịn của nó là phải có miếng main ở dưới nó quay ngang ra. Quay gần như vuông góc ấy, trong vòng hơi vách lên một chút. Và cái đời Omni 506 mà bên Huấn Audio phân phối là tất cả những cái được tuyển chọn về vang là vang hoàn 100%, là bên em xuất cho các bác là vang, có vang cái vỉ điều chỉnh tín hiệu eco ấy là vang 50195, một trong con vang cho tiếng eco rất tốt, rất ngọt, được nhiều anh em là tin tưởng và rất thích dòng vang này. Nó giống hệt những con vang mà đời sản xuất tại Hàn Quốc từ những năm 98, 99, 2000 ấy. Đây là về con bên trong, anh quay nốt ngược lại cho anh em mình xem cái bên trong. Em mổ nhiều cái video này rồi, hôm nay thì em quay lại thôi. Đây là hàng dùng rồi. Các bác có thể xem hệ thống bên mạch ở bên trong. Trọng lượng của những con này nó thông thường nó dao động là 17 kg. Có những cái nó lên khoảng trên 17 kg, nhưng có cái nó xuống khoảng dưới 17, nó cộng trừ khoảng 2 lạng. Anh em thử xem những con linh kiện mặt đằng này. Những cái vỉ Big 1, Big 2, xong vỉ Eco, vỉ Master và vỉ Music nó nằm ở dưới này. Hai vị dưới này. Và em sẽ quay cái đằng đít này cho anh em mình xem. Vì nhiều bác hỏi bên em là cái con Omni nhà em bán ra ấy, thì bác lại thắc mắc là nó là mấy cái cửa cắm đầu vít nhá. Để em quay cái trên này cho anh em mình xem này. Quay cái trên này này. Nhiều bác hỏi cái này này. Em quay cho bác xem. Đó. Giờ anh em hỏi cái Omni nhà em là nó có mấy cái đường cắm này vào. Thì nếu hàng chuẩn của nó thì nó sẽ 5 đường, 5 đường cắm. 1, 2, 3, 4, 5. Bao gồm đường Music Input là có 2 đường, 2 cổng cắm vào. 1, 2, 3, 4 sang đến cổng mic hi, đến cổng dích, đến cổng lai. Anh em thường hay cắm vào đường để mình trầm điện. Còn nếu anh em mình đấu để nghe bốn loa thì anh em đấu vào cắm tín hiệu ấy, anh em cắm vào cái đường 1 2 cho em lấy cắm tín hiệu từ tivi hoặc từ Omni, từ điện thoại, anh em cắm vào 1 2 và anh em gạt cái nút đây này, cái nút bên này, anh em gạt sang bên 1 3
24, em nhìn thấy ở đây đấy. Cả sang cái bên tay phải quý vị mà mình đang theo dõi đấy. Là được, là sẽ nói 4 loa. Những con này thì đã có bài test rồi, em test nhạc rồi, test cả eco cũng nhiều rồi. Nãy em làm cái video này em thông báo là có hàng để anh em, nhiều anh em đặt thì các bác liên hệ lại bên em thì có 4 cái thì cũng, chắc là cũng đi cũng nhanh. Và xin phép dừng ở đây, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 2323. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em.